Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp nhau trên kênh News 24 giờ. Hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Như đã hứa từ trước, ngày 18 tháng 3, Rose đã chính thức mở kênh YouTube cá nhân với tên gọi là Rose. Trong video đầu tiên trên kênh YouTube cá nhân này, giọng ca chính của Blackpink đã ngồi xuống trò chuyện với người hâm mộ về thời thơ ấu, những năm tháng làm idol và cả ước mơ sau này. Về ý nghĩa tên tiếng Anh của mình, Rose chia sẻ: "Tôi sinh ra ở New Zealand, vì vậy tôi cần một cái tên tiếng Anh. Bố mẹ tôi sau đó đã mua một cuốn sổ tên và khi tìm kiếm những cái tên trong cuốn sổ đó, bố tôi bắt gặp cái tên Rosen và chắc hẳn ông cảm thấy tên đó rất hay nên đã quyết định lựa chọn. Tôi sẽ phải hỏi ông ấy một lần nữa, nhưng trong trí nhớ của tôi, đó là cách mà cái tên của tôi ra đời." Nói về thời thơ ấu, nữ idol bồi hồi nhớ lại: "Những thứ tôi có thể nhớ được về ngôi nhà đầu tiên mà tôi ở là phải đi lên cầu thang nhỏ để đến được cửa trước. Tôi nhớ đó là một ngôi nhà rất ấm cúng, rất đẹp và chỉ dành cho bốn chúng tôi. Tôi sẽ ngủ 2-3 tiếng sau khi đi học về và sau khi tôi thức dậy tôi sẽ chơi piano. Tôi chơi piano rất nhiều và tôi nghĩ đó là lúc tôi bắt đầu phát triển tình yêu của mình với âm nhạc." Chia sẻ về sự nghiệp âm nhạc, Rose nói: "Tôi đã trải qua rất nhiều điều khác nhau trong cuộc sống và thông qua những gì mà bản thân đã đúc kết được trong hành trình đó, tôi nhận ra điều quan trọng nhất trong âm nhạc là phải khắc họa được những kinh nghiệm cũng như những câu chuyện của bản thân tôi và lan tỏa tới khán giả. Đó là lý do vì sao mà âm nhạc đối với tôi là một niềm an ủi lớn ở thời điểm hiện tại." Vừa qua, Rose đã debut solo với ca khúc chủ đề On The Ground do chính cô tham gia sáng tác. Nói về bài hát này, Rose tiết lộ: "Lời bài hát nói về một cô gái luôn làm việc chăm chỉ để theo đuổi ước mơ của mình, để cô ấy có thể đạt đến đỉnh cao và nói với cả thế giới rằng cô không bao giờ lùi bước. Nhưng một khi lên đến đỉnh cao danh vọng, cô ấy nhận ra rằng tất cả những gì cô ấy cần lại là những thứ ở ngay trên mặt đất, không phải những thứ quá xa vời. Ai cũng muốn vươn cao hơn, ai cũng muốn mình thành công hơn. Tất cả chúng ta đều có những ước mơ sâu bên trong bản thân đúng không? Thông điệp tôi muốn gửi gắm đến khán giả đang nghe ca khúc này là có lẽ những gì chúng ta đang cần theo đuổi không nhất thiết phải quá xa vời. Là những thứ chúng ta thực sự cần đã nằm sẵn sàng trong chúng ta ngay trên mặt đất này." Nói về những ước muốn đạt được trong tương lai, Rose chia sẻ bản thân đã hài lòng: "Khi tôi còn nhỏ, ước mơ của tôi khá ngớ ngẩn. Tôi muốn trở thành một ca sĩ vĩ đại như Beyoncé hay là Michael Jackson. Nhưng bây giờ, tôi cá đó là điều mà mọi người đều mong ước. Luôn hạnh phúc mọi lúc mọi nơi với một khối óc và trái tim mạnh mẽ." Trong quá trình chuẩn bị cho màn ra mắt solo của mình, một điều tôi luôn ghi nhớ là tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của quá trình đó để không bao giờ tiếc nuối. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé.